Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là kiện hàng của công ty Quýt Eotic Professional Audio RX602. Đấy. Hàng nhập khẩu, hàng này thì chỉ có là chính hãng thôi chứ không có nào đâu ra là replica hay là fake chiếc gì cả. Đấy. Đây nhá. Mã đây là mã vận chuyển của công ty gì ạ? Trọng lượng này không ghi, đây chỉ có ghi đây này, không ghi là bao nhiêu cân cả. Đấy, đây là cái hàng nhập khẩu chính hãng của Quýt Eotic, thì mình sẽ unbox ra mời các bác cùng xem nhé. Về nguyên đai nguyên kiện này, cái này tháo ra nó hơi vất vả tí, thì bây giờ mình sẽ tháo hẳn ra, bê hẳn ra ngoài, sau đó là tiếp tục quay mời các bác cùng xem. Đây trước mặt các bác đây nhá, Quýt Eotic. Đấy, cái này thì rất là nhỏ bé, có cái thước đâu nhỉ, em sẽ lấy cái thước loanh quanh đâu đó đây. Đấy, không nhớ, em sẽ đo cho các bác xem nhá. Đây, thì mãi được cái thước con này thì nhỏ bé thôi nhưng mà nó có một cái nội tại rất là khủng bố. Đấy, chỉ có 13 cm này, mặt 13, sâu 14,5. Đấy, và cao, đây em sẽ đo luôn chiều cao, cao là 71 cm. Rất là nhỏ bé mà lại có vỏ rất là khiếp luôn các bác ạ. Đây, em sẽ úp loa xuống đây nhá. Đây là mặt sau của loa Quýt Eotic này. Đấy, hai jack Neutrik input. Đấy, cái này là cái gì đây? Model là RX602 Imlec 8 ohm, power là 660W. Em chưa thấy cái loa nào mà nhỏ mà nó công suất nó khủng này. Đấy, chắc là 660W là công suất peak. Đấy, các bác chơi con đẩy tầm là 500W là đánh cái loa này đánh thoải mái. 500W là các bác đánh loa này là các bác cắt từ 185Hz đến 220Hz. Căn HPF này nhá. Căn NPF. Tức là ví dụ đo đáp tuyến thì nó thẳng tưng này nhá. Đây là 20Hz này, đây là 20Hz này. Các bác cắt tầm 200Hz, các bác chém góc đi, chém cho nó càng dốc càng cao càng tốt. Đấy thì nó đỡ hại loa, nó phát lên nồi thôi. Những cái dòng này thì các bác có thể làm live show sự kiện tiệc cưới hoặc là các bác chơi karaoke gia đình đều được. Này, cặp này thì cũng không đắt lắm đâu, nó rẻ thôi, có 8,5 triệu thôi. Các bác mà cứu đắt thì các bác đi mua trên thị trường cái loa như này đi xem là bao nhiêu. Tiện đây em cái xem là đo xem là loa này là có đường kính khoảng tầm 8 đến 9 cm. Đấy, review thì em đã có một clip review tại kênh là Công Pro Audio, hai anh em Tháo Tông Giang đi. Đấy, các bác xem nhé, các bác có thể vào kênh của anh Công Pro Audio để xem. Còn kênh của em thì người đi trước là người tiên phong, còn người đi sau là người đứng nhìn thôi. Đấy, Quýt Eotic lưới rất là chắc chắn. Cái này em sẽ test trong clip lần sau nhé. Hôm nay là review đã. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đây, viên đai nguyên kiện đây. Còn này các bác chơi gia đình được. Hoặc các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, các bác chơi một cặp này là monitor. Đấy. Chứ còn cái này mà các bác đánh xuống khán giả thì đánh kiểu là sân nhỏ bé. Đấy. Phải cần 4 chiếc như này. Hiện tại các hàng này thì số lượng không còn nhiều đâu. Các bác nào lấy thì nhanh chân gọi nhé, nhanh tay gọi nhé. Hàng nó về nó có ít lắm. Đấy, Quýt Eotic. Rất nhiều nó ốc này. Đấy, ốc trên, ốc dưới. Đây nữa. Trên nóc không có ốc, nhưng mà dưới đáy thì lại có lỗ cọc. Ăn tiền. Đấy. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip test thử lần sau.